có hai cái ổi thái vuông ghép này cả nhà. Một cây lớn thì cao 5 feet, cây nhỏ thì cao 4 feet. Nhưng mà cái cây này nè, khách nào tới trước thì lấy trước, ai không có quan tâm gì đến cây ghép thì có thể mua cái ổi thái vuông này nha cả nhà. Cây thái vuông này em để 150 thôi, only một cây thái vuông này nha cả nhà. Nhà chỉ có một cây thái vuông này thôi nha, 150 ha cả nhà ha. Tại vì nó có mọc, nó đậu trái rồi cả nhà, thấy không? Nó đậu trái rồi. Tại vì thì em Linh sẽ sale để cho cô chú anh chị nào á muốn tới vườn em á. Cây này là 150 là pick up thôi nha cả nhà, còn ship là chuyện khác nha. Dạ. Nè cả nhà thấy không? Lá nó bụng nè cả nhà. Nhưng mà mình không có sợ gì về cái cây ghép á. Cây này á, cái chú ghép cũng được 2020, chỗ ghép mình cũng gần 3 năm á cả nhà. Công tình cái này lâu lắm cả nhà ơi. Mà bây giờ mình bán có 150 là rẻ lắm nha cả nhà. Cái gốc ghép bự nè. Vậy thấy không? Đậu trái hết rồi, đậu được 4 trái nha. Bốn trái xong mà có bông nữa nè ha. Có bông nữa nè. Có bông trên này nha cả nhà nha. Dạ. Cây thì quá xum xê. Còn có một bên này nè. Nó có một cây này lên nè. Ví dụ á cả nhà không muốn ghép thì một cái loại khác vô á thì cả nhà có thể cắt bỏ. Cái này là mình vừa mình về mình thép trái ruby hay là mình có cây ổi gì mình muốn ghép vô mình ghép thì giống như một gốc này được hai giống á cả nhà ha. Dạ. Thì muốn còn hoặc là nếu muốn em cắt thì em cắt. Dạ. Em thấy đây nè, em tính cắt nhưng mà thôi em để cho cô chú anh chị nào muốn ghép thêm cái một loại khác vô nữa đó thì ghép. Dạ. Cả nhà thấy không? Cây 150 bự lắm nha cả nhà. Tán xum xê nha. Cái ổi thái vuông nó sẽ lâu lớn hơn ổi thái ruby nha cả nhà. Đây bốn trái đậu ha. Bốn trái đậu rồi đây. Có mấy cái bông nữa cả nhà. Cây này cao 4 feet á. Cao 4 feet nha cả nhà. Còn cây bên này, cây ghép này, cây này cao 5 feet nè. Mà cả nhà thấy không? Trời ơi cái bông. Cái bông nào của cây trái nào cũng đẹp hết trơn á. Trời ơi nó có bông là đẹp ha. Đó nè, đậu trái rồi nè. Đậu trái rồi nè cả nhà ơi ha. Xong rồi cả nhà xem nè. Thấy đẹp chưa? Thấy lộng lẫy chưa? Cái này cái ghép nha cả nhà. Cái cây ghép nè. Đó, cây ghép bự chà bá luôn á. Cây ghép bự chà bá luôn nè. Đó, cả nhà thấy không? Cây này ai mua em để 250 nha cả nhà. Tại vì cây này bự lắm cả nhà, 5 feet mà gốc rất là to, to hơn cái ngón, to bằng cái ngón chân cái luôn á. Tàn tán xum xê đậu trái rồi mà còn có bông nữa. Thì cái này nó liền rồi, không có cái cây này nó liền rồi, nó không có ăn thua gì hết trơn á. Dạ, mà cả nhà thấy không? Cái thân của thằng thái vuông nè, quá trời luôn nè. Chỉ có cây này nè. Mấy cây ghép này em sẽ sale rẻ nè, cả nhà thấy không nè. Cả nhà thấy không? Quá trời quá đất luôn nè. Đó, thấy không? Mình bán cái nào cho khách đó thì ai bán mình được rẻ thì mình bán rẻ cho khách ha cả nhà. Khi những lúc mà mình mua ví dụ em mua chỗ nào rẻ, cô chú nào thương em thì bán em rẻ thì em bán là khách rẻ gì đó. Dạ. Chỉ có cái chú này chú thương em nè. Đó, cả nhà thấy không? Nè, bán cho em để về em bán lại cho khách em á, được rẻ chút xíu. Trời ơi nó bự không có ngón tay cái luôn á nha. Nè, cả nhà thấy không? Nè bự cho bá luôn á. Bự lắm. Cái này 250 quá tuyệt vời luôn á cả nhà. Vườn ô tô quá tuyệt vời luôn. Bên này là 150, bên này là 250 ha cả nhà ha. Là ổi thái vuông ruột trắng không hộp nha cả nhà, đang đậu trái đậu bông nha cả nhà. Quay qua bên này, thằng Đài Loan ruby ruột trắng không hộp đó cả nhà. Hôm nay em có cây nhỏ nha, cây nhỏ thì những cây nhỏ này nè cả nhà, những cây nhỏ nè em bán 150 nè, cao gần 5 feet luôn á. Bây giờ mình ngắt cái đọt nó chính giữa đó nha để cho đậu trái nha, ngắt cái đọt nó. Mấy cây này về mình phải thay chậu đó, tại vì rễ ra hết đầy chậu rồi, mấy năm ở trong này rồi cả nhà. Dạ. Chứ không phải mới đây đâu, cho nên là cả nhà thấy không nè, mình phải ngắt đọt chính giữa nó mới đậu bông đậu trái nhiều nha cả nhà. Nè. Đó, em có cây lớn cây nhỏ, cây nào em cũng có. Mà mấy cây này cây chiết nha cả nhà. Cây chiết ha. Nè, khi mình muốn nó đậu trái nhiều á là mình phải lặt cái chính giữa nè. Đó thấy không? Nó sẽ đậu trái nhiều ha. Mình phải ngắt cái chính giữa nè. Đó, cho đậu trái nhiều. Mình phải ngắt chính giữa nè. Mấy cây này cây nhỏ nha cả nhà, đậu trái nhiều ha. Mình phải ngắt như vậy nè. Đó, ngắt nó. Ngắt nó như vậy đó. Đó. Mấy cây này cây chiết không à chỗ cả nhà ơi. Chiết không à. Mấy cây này nè cả nhà. Nè, hai cây này nè. Mấy cây 150 nè. Nè, đâu rồi. Chỗ ngược nắng nữa. Biết ai quay sân ngược nắng nhiều quá. Này giống như cây này nè cả nhà. 150 hả cả nhà. Đó, 150 nè. Đó. Em có hai cây, một cây. Một cây 150, 175, 185. Có một cây 150 thôi nha cả nhà. Còn mấy cây này là 185. Tại vì mấy cây này lâu lắm rồi cả nhà ơi. Nè, gốc bự chà bá luôn á. Có vậy bự nè. Thấy không? 2021 vô chậu 2 năm rồi. Trời ơi. Con bán uy tín là vậy đó. Nè cả nhà thấy không? Chủ cái gốc này nó bự chà bá luôn nè. Nè, các bạn thấy không? Cái tay em đâu có xi nhê gì đâu. Có xi nhê nó đâu nè, nhà thấy không, quá trời đẹp luôn á, thấy chưa, trời ơi 150 quá trời đẹp luôn. 150 1 2 3 4 5 150 175 175 thôi nha cả nhà. Rồi, mấy cây 150 nè, có nhiều ổi thái vuông chiết sai lớn lắm nha cả nhà. Cây chiết nha cả nhà, cây chiết nó khác với cây ghép nha cả nhà. Trời ơi đậu trái hết trơn rồi nè cả nhà ơi, gốc bự lắm cả nhà, gốc bình thường gốc bự lắm. Cái nhà có cái nè. Đây nè. Ngóc cái nè. Quay một em nổi nè. Trời ơi cái này cả nhà. Tao hai ngón chân cái nhiều lắm luôn á. Tại vì cái dây nó chè rồi.
Thấy không? Cá chưa nổi. Trời nó khủng lắm, nó nặng lắm. Quay mà em quay không nổi luôn. Các bạn thấy không? Trời ơi, bạn chú luôn á. Đẹp lắm. Cái gì mà lùng lùng tròn tàn nó đẹp hơn nhiều con trai nha. Em này cao, ai thích cao thì mình là cao. Cao mà không phải cao chất quốc nha. Cao mà nó có cái độ lùng ở dưới nữa cái nha. Cao mà có độ lùng dưới nữa ha. Chứ phải nó cao không đâu, thấy không? Nó phải hùng luôn. Mấy em này á là đã đậu trái hết rồi cả nhà. Mấy em này đậu trái hết rồi nha cả nhà. Ồ, xung xơi, hôm nay là mình mua ổi mình có trái ăn luôn á. Rồi bên đây. Nè. Nè. Thôi vậy chứ nè. Nó bự bự mà. Nó lóc nhỏ nè nha cả nhà. Nè. Nè. Thấy không? Quá trời. Hàng mới đẹp. Đây nè cả nhà. Nè thấy không? Nè thấy không? Trời ơi, xung xê. Xung xê. Xung xê trái luôn á. Bông mà cũng hết sức bông luôn. Nè cả nhà thấy không? Hết sức bông. Hết sức bông mà xung xê trái. Đó. Đó cả nhà thấy chùa. Cây chiếc nha cả nhà. Cao cao 4 feet, 4 feet rưỡi, 5 feet ha cả nhà. Này, bên này cây cũng khủng nữa nè. Trời ơi, cây em khủng quá mà. Đó trời ơi. Nhìn cái cây là biết. Có biến liền, có biến liền. Nhìn thấy không? Biến quá trời biến luôn. Cái này. Trời ơi, đậu trái quá trời, sao chịu nổi đây. Trái là mấy cây này em nuôi lâu lắm mà cả nhà. Cây chiếc không à. Em thích cây chiếc. Cây ghép em cũng ok. Thấy không? Quá trời có thương luôn. Đứa nào cũng thương hết trơn á, bông gì bông xuống tủ luôn. Bông ổi đẹp lắm nha cả nhà. Bông ổi đẹp ha. Lớn nhỏ em cũng có hết á. Tăng tăng tăng. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Tăng tăng tăng. Lớn nhỏ gì cũng có nha. Lớn nhỏ gì cũng có nha. Nè, cái này vui lắm nè. Cái này quá trời dưới này luôn ha cả nhà. Đậu trái rồi bông xum xê ha. Rồi có bông nhỏ lên nữa này ha. Xong ở trên này thì một cái dàn bông xum xê nữa. Rồi, vậy mới đẹp. Vậy mới đẹp chứ. À, mấy cục cưng tao thái của em. Cái này bên này là ổi lê cả nhà. Bên này ổi lê nè. Bên đây nè. Ổi lê thì đang ra bông nhỏ nhỏ. Đang ra bông nhỏ nhỏ. Trời ơi, Thái Ruby em bán gần hết rồi cả nhà. Cả nhà thấy không? Chống trời chống chết rồi cả nhà. Quá trời luôn, khách em mua ổi Thái Ruby cho em nhiều lắm. Tại vì dáng siêu đẹp. Và rất là mềm mại, giá siêu rẻ luôn. Không ai, hết bằng luôn. An Phước 15 gallon của em nha cả nhà. 15 gallon của em nha cả nhà. An Phước 15 gallon nha cả nhà. Rồi 7 gallon em cũng có An Phước nha. An Phước 7 gallon của em nè. Em có 3 cây, em on sale 185 đồng, cây bự chà bá luôn. Bự lắm cả nhà ơi. Còn 3 cây là on sale luôn. Dạ. Rồi mình qua bên đây, cả nhà thấy gì không? Trời ơi, cây mận. Mận mà trong bộ thái của em á. Hồi bữa nó ra bông, bây giờ nó đậu thành trái nè cả nhà. Cả nhà thấy trái nó không? Nó đậu thành trái rồi đó. Lùng lùng. Mà phụ tùng đầy đủ là em này. Dạ. Thành trái rồi này, có trái nè cả nhà. Nhìn thấy không? Khi mà cái gốc nó gì nè. Cái tán nó đẹp lắm. Để em lên quay cho cả nhà. Trời ơi, cái này thương không? 5 gallon. 5 gallon. Cái này em để 200, tại vì cái này bự nhưng không bự bằng cái kia. Cái cây bự thì 250. Cái này em để 200. Nhưng mà khách nào ship thì em bớt thêm 5 đồng. 50 đồng đó để bù qua tiền ship nha cả nhà. Tại vì tiền ship backup đi. Tiền ship á, tội nghiệp của chú anh chị. Bắt tiền ship nha. Cái này thì em bán có. Trời ơi, cái này em bán có 120 hò. Nè. Em bán con 120 nè, em đăng lên Facebook em bán 120 nè. Thấy không? 120 nha cả nhà. Đó. Quá trời luôn. Trong bụi thái nha, cây nhỏ này nè. Bông chứ. Bông xum xê nha cả nhà. 120 nè cả nhà. Đó. Nè bên này nè, cả nhà không? Cưng không? Cái nào cũng có bông hết rồi. Thương lắm. Nè. Đậu hình trái rồi, nó tượng hình hết trơn rồi. Nha thấy không? Tượng hình hết rồi nè. Nè, trong bụi thái của em nha. Nè. 200, 185, 200, 200, đủ thứ giá hết nha cả nhà. Nói chung là vừa nên bán rẻ lắm cả nhà ơi. Nè, ui tụng hình trái hết rồi. Mà mấy em này chưa có clean nữa đó, nên không có quay. Tại vì không có clean đó. Clean nè, cái cây này khách đã mua rồi. Đã biết cấp thôi, mà bây giờ tụng hình trái rồi nè cả nhà. Từ lúc mà khách mua đó, nó mới có bông rồi. Mà cô khách này ở xa cho nên cô khách này lâu lâu mới lên đây. Cho nên cô khách này gửi cây đây à. Khi nào cô khách lên thì cô khách nó lấy. Nè, cô trả tiền rồi. Nhà cây tận thành trái luôn rồi đó. Hồi bữa thành bông gì thôi à. Cô để tận thành trái rồi. Đẹp hết cả nhà. Cho mùa thái đó cả nhà. Cả nhà ơi. Mình qua bên bữa nay mình lai xôm mận đó nha. Cả nhà biết cái lá này quăng 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 rồi. Nó bị uống uống gì là biết gì không. Nó đang sôi nổi trên thị trường bữa giờ đó cả nhà. Lắc ngô, black ngô nè cả nhà. Cái này ở nhà em trồng 2 cây. Nhưng mà em muốn trồng cây khác xuống cho nên em phải tiễn em này lên. Cho nên cây này em trồng nhà em lâu lắm nha cả nhà. Không phải mới đây đâu. Cây này cao khoảng
5 feet mấy, 5 feet, 5 feet. Cây này á nó rất là lâu lớn nha cả nhà, không phải nó mau lớn đâu. Rất gòn, rất là lớn nha cả nhà. Em trồng cũng khoảng 3 năm mấy 4 năm rồi đó. Nha. Cây lúc trước em mua cũng có vậy nè, mà giờ được như vậy nè. Thì cả nhà coi nè, cái gốc nè. Cái tai của em á, em tròn qua vậy không hết nha cả nhà, không đụng nha. Mà cả nhà biết nó như thế nào ha. Nè, nó vậy nè cả nhà. Khi mình nhận diện được cái black gold á, thì black gold nó vậy nè cả nhà. Black gold nó uống uống vậy nè. Uống uống vậy nè cả nhà ha. Black gold vậy cả nhà. Cây này thì mình bỏ phân bông nó sẽ ra bông đó, nhưng mà em chưa có bỏ ha. Em mới chở từ nhà ra nè. Cây này nha cả nhà. Cây này chắc em không có ship được đâu, tại nó nặng lắm. cây này phải biết cấp đó nha cả nhà. Hoặc là em delivery trong vòng đây thôi, chứ em không có ship cây này đâu, tại cái đất cái bầu nó nặng lắm. Cái bầu rất nặng. Em chỉ pick up hoặc delivery trong vòng đây thôi cả nhà nha. Nghèo quá trời cây. Cái bát gô nè, bự chà bá luôn á cả nhà. Nhìn vậy nó bự lắm, tán tàn đều đẹp á, thấy không? Nó cao nghe em đó. Em cũng thuộc dạng 5 feet 1 chứ, 5 feet 2 chứ. Nhưng mà nó cao nghe em đó. Đó, cả nhà thấy không? Năm ngoái á, trời em có hình nữa cả nhà, năm ngoái á. Trái của nó, trời cái gì mà miếng mang trái của nó dữ lắm luôn á cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Thấy nhung nhang của em ấy. Bát gô bên này thì ngược nắng. Black gold nha cả nhà, cây lớn nha. Ai muốn cây lớn black gold? Lúc trước á, bữa giờ mấy cô cứ gọi hỏi em á, có cây lớn không á, bây giờ em có cây lớn rồi. Cô chú anh chị nào muốn black gold lớn thì inbox em. Ô nô, không có, text em nha, rồi em chụp hình báo giá nha. Dạ. Một cây duy nhất của em nhé. Black gold đẹp không? Trời ơi, cái gì mà vô vườn em lên là phải đẹp. Nói đi. Quá trời tự tin luôn á. Qua đây cây nhân gỗ của em. Cây nhân gỗ này cả nhà em cũng đem từ nhà ra đó. Hết chỗ rồi cả nhà ơi. Mình cần những cái giống khác, mình hết chỗ rồi, mình chỉ chừa một cây thôi. Nhưng ở nhà lúc nào em cũng trồng hai cây. Bây giờ mình phải để một cây ra để mình trồng cây khác xuống. Nè, bông này cả nhà. Cây này bông dữ lắm luôn. Cây này nói chung là trời ơi, em cưng nó dữ lắm luôn á, mà cuối cùng nó phải nhường chỗ cho mấy đứa khác á. Sorry cả nhà nha, chỗ này nó hơi bị cái cây seri bự này nè. Nó che, cả nhà thấy không? Trời ơi, quá trời bông luôn cả nhà ơi, đây nè. Cưng lắm, mà cái nhà biết cái gốc nó bự gì không? Trời bự vậy nè, nhỏ hơn gỗ nha. Cái này á là của em là ra bông quanh năm luôn á. Em thấy chưa, hết ăn được này cái tới được kia, hết ăn được này tới được kia, tại cây này em trồng ở nhà cả nhà. Bây giờ mình cần chỗ để nhường cho đứa khác đó. Bây giờ mình phải đem nó ra để đem về nhà mới nha cả nhà. Cây đẹp quá, thương lắm. Khi em trồng cây em cũng lựa cây thương em mới trồng nè. Như thế đó, bông nè. Bông sum suê nha cả nhà. Bông thấy thương luôn cả nhà ơi. Cây của em là cây của em bự lắm nha cả nhà. Ồ, cây của em bự lắm, con cao 8-9 feet đó. Mà bông là bông sum xê nha, trái trái bự nha, trái bự lắm cả nhà ơi, ăn nó ngon gì đâu. Nè, bông nè, vậy cái nhà nhìn không thấy rõ đó, tại vì nó ra nhỏ gì nè, ra nhỏ gì nè ha, ra đó, tuốt trên đọt nha cả nhà, nó qua bên đây rồi mình mới thấy nó nè, khi nó lột nó ra gì cái mình hét nó cho nó nhanh, đừng nó mọc bông á cả nhà, đây rồi, hay chùa, mọc tuốt trên kỳ luôn á, mà giờ em lùng quá, em có 5-1-2, bây giờ nó có 8-9 feet này cho nên là, thôi em thua nó đi. Nè, bông này cả nhà. Hồi bữa đó cả nhà thấy không? U dưới này nè. Hồi bữa đó nó mọc ở dưới này luôn á cả nhà. Cái mình cầm nó, mình giận chỉ nó, cái nó rụng nhỏ, tội nghiệp nó không? Đó cả nhà thấy không? Nó ra even cái nhỏ nhỏ xíu này nó cũng ra nè. Nhiều lắm cả nhà ơi. Cây này là về xuất sắc luôn nè. Mình trưng ở trước cửa thôi nha, là xuất sắc luôn. Thương lắm. Mấy đứa này em thương lắm. Nói chưa, mình trồng nó đó, mình nhìn nó mỗi ngày cả nhà. Mình thương nó lắm. Đẹp không cả nhà? Đẹp không? Bự quá nè, bây giờ mình xích ra nha. Xích ra. Rồi, xích ra. Quay nó sao bây giờ? Nó bự quá, bây giờ mình quay sao nhỉ? Tại vì cái ngực nắng á, lúc này tự nhiên nắng lên. Rồi, bự phải lắm. Cái kia của em là 10 feet, mà lên vậy chắc là 9 feet rồi đó. Cái này 9 feet nha cả nhà. 9 feet. Bự dữ lắm. Trời ơi, cái cây này khủng hoảng luôn á. Nó bự hơn em nhiều lắm luôn. 9 feet nha cả nhà. 9 feet nha cả nhà. Nhân hằng cổ 9 feet, sum xê. Sum xê ơi là sum xê. Sum xê ơi. Y như mình lạc vô khu rừng vậy đó, nó bự nó vậy. Sari nè nhà ơi, cái nhà ơi, sari nè. Nhà biết sari gò công không? Ngọt ngon lắm cả nhà. Trời ơi, chín trái nè. Trời ơi, chín rồi nè. Ăn nha. Cái này đó, hồi đó em canh á, nhà có ăn. Mà bây giờ nhường mấy cái khác đi, bây giờ mình phải trồng cái khác. Ngọt. Ngọt quá cả nhà ơi, thơm. Thơm lắm luôn. Các bông à. Ai muốn cây sari bự thì bóc em nha. Có trái không nhỉ? Ngon lắm cả nhà ơi. Có hộp nó hơi nhỏ. Trời ơi, nó thơm gì đâu. Cái này sorry á, em thích làm cốc tai á, cốc tai giống như bên Việt Nam á cả nhà. Bỏ mít rồi cốc tai vô, cái mình để đá đường uống vô. Trời ơi, ngon lắm nè. Một em đang nấp nữa nè. Cái gốc này bự lắm nha cả nhà. Nè, bự chà bá luôn á. Cái này cái chiếc á cả nhà ha. Em thấy rồi, được ăn nữa rồi. Ôi trời ơi. Em sao vậy nè. Rồi chị ăn em nha. Ngon không thể tả luôn.
cái này có nhiều vitamin C lắm. Bông thì quá trời luôn. Trái gì nữa. Bông à. Ôi nè, kẹt trong này cái nè. Cái đó không lấy được. Đó cả nhà. Cái này đó là cục cưng của em á. Nhưng mà em cần những trồng những cây khác nữa thôi. Hình này có trái nè. Nên thôi, để trong vườn chưng cũng được. Nếu mà ai thích, khách thích mà mua thì em để lại. Còn nếu không em để trong vườn á, em chưng trong vườn. Dạ. Em có thích chưng hai hàng ở trong vườn á, cho nó mát á, cho đẹp á cả nhà. Thôi chắc để chưng trong vườn đi. Đó, ai có duyên thì rút em về mấy thì để vườn em. Tại lúc mùa nó bự lắm á, khi mình đem về đây á, em cũng cắt bớt cho nó đó, để cho nó đẹp. Em thích lùng lùng trọng tàn là cao quá, cái chiều cao em nó cũng giới hạn cả nhà ơi. Em đẹp ơi là đẹp luôn, cả nhà biết sao không? Em cắt ở trên á, em không muốn cho nó cao, em thích nó lùng lùng tròn tàn, cho nên em cắt ở trên. Cây này á, mấy năm trước á, mỗi năm em ăn mấy chục trái luôn á, ăn từ từ á, cái trái này rất là ngon cả nhà. Nó không có phải là nó bột bột giống Việt Nam, tại nó có cái đuôi dài dài á, nó ăn nó dẻo nó ngon lắm cả nhà. Trời ơi, mà khi mà tới mùa trái á, cây quặn trái luôn vậy đó. Em ơi mấy con này lắm. Nhìn thấy không? Đùa cả nhà thấy chưa? Đó, bông sum xê nè. Bông là sum xê. Cây này quay vậy thôi nha. Dạ. Để dành để cho cô chú con, chứ mà nữa bán là bán những cây khác nha. Dạ. Em chỉ quay vậy thôi, tại vì em có hứa hẹn với một người rồi. Đó, còn nếu không em chưng ở vườn ha. Dạ. Chừng nào mà không tìm được cái khác nữa thì em mới bán cái này, tại vì hứa hẹn với cái chị kia rồi. Cái chị khách dễ thương kia rồi. Đó. Tại vì em thấy đẹp quá nên em quay, em khoe thôi. Cái này em gọi em khoe. Banh chanh quá. Khoe chi không bán rồi mất công bị cô chú la nữa. Trời. Bị cái anh chị la nữa. Nhưng mà thôi, tại đẹp quá khoe, tại đang có bông nè. Có bông mà khoe à. Tại bông quá trời bông luôn vậy nè. Bông mà em chiều cao giới hạn quá, em không có lên trên đó quay được nè. Bông vậy nè. Đó. Bông vậy sao được ta? Đó, bông vậy nè, bông chùm vậy nè. Đó. Sao được? Bông vậy nè. Trời mỗi tay mỗi cổ quá. Lùng quá. Tội nghiệp á. Ồ. Đó, cái nhà thấy không? Đó. Trời cái góc nè. Cái nhà thấy góc gì không? Trời có bụi chà bá luôn nè. Đó, cây mà góc gì nè. Trời cái tay của em cũng mập cũng bự lắm chứ bộ. Đâu có vừa đâu. Đó, cái nhà thấy không? Cưng không? Như vậy mới gọi là đẹp nè. Khi mà trái của nó chín nó vàng vàng đó, nó quặn xuống á cả nhà. Trời ơi, cưng gì đâu á.